lợi nhuận của nhà sản xuất xe hơi Maruti bị giảm 5%. Nhà sản xuất xe hơi lớn nhất của Ấn Độ là Maruti Suzuki vừa công bố lợi nhuận trong tầm cá nguyệt vừa qua đã giảm 5% sau khi một cuộc bạo động gây chết người tại một trong các nhà máy của công ty dẫn đến thiệt hại 250 triệu Mỹ Kim trong sản xuất. Kiểm soát bởi tập đoàn Suzuki của Nhật Bản, công ty Maruti cho biết lợi nhuận sau thuế đã giảm xuống còn 2.27 tỷ rupee trong quý thứ hai của năm tài chính bắt đầu vào tháng 4, từ mức 2.4 tỷ rupees trong cùng thời điểm một năm trước đó. Các nhà phân tích đã ước tính một lợi nhuận sau thuế là 2.52 tỷ rupees. Tuy nhiên, cổ phiếu của Maruti đã tăng 4.2% sau khi kết quả thu nhập được công bố do khối lượng bán hàng trong quý này tốt hơn so với dự kiến và các nhà phân tích dự đoán nhu cầu sẽ gia tăng trong những tháng tới. Doanh thu của công ty đã tăng 8.5% lên đến 80.7 tỷ rupees nhờ chiếc xe SUV mới được bán ra thị trường Ertiga. Giám đốc điều hành ông Shinzo Nakanishi cho biết tại Tân Delhi rằng tình huống bất lợi của kinh tế vĩ mô do có những biến động lớn trong giá xăng và dầu diesel đã dẫn đến việc làm giảm lợi nhuận. Công ty Maruti đã buộc phải đóng cửa nhà máy Manesar hơn một tháng sau khi bất ổn lao động đã biến thành một cuộc bạo động, làm cho một người quản lý bị thiệt mạng cùng với nhiều người khác bị thương và làm cho nhà máy phải đóng cửa gần một tháng. Ông Nakanishi cho biết công ty đã mở lại các hoạt động tại nhà máy và được dự kiến đạt năng lực sản xuất khoảng 1.700 xe mỗi ngày trong thời gian ngắn. Ông cũng cho biết tại nhà máy Manesar, công ty đang nỗ lực để thiết lập một môi trường làm việc tích cực và thân thiện. Các hình ảnh cuộc bạo loạn cho thấy một đám đông các công nhân hung hãn đi qua các văn phòng nhà máy được trang bị với các thanh thép và các bộ phận xe hơi. Cuộc bạo động diễn ra trong khi công ty Maruti phải đối mặt với một sự suy giảm nhu cầu xe hơi ở Ấn Độ do lãi suất cao, giá nhiên liệu tăng cao và tăng trưởng GDP chậm chạp. Đầu tháng này, công ty đã thực hiện một hành động tích cực để thúc đẩy doanh số bán hàng của loại xe Alto 800 vừa được cho ra mắt.